Nery hứa xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ. Hôm nay là Hiếu sẽ làm. Mọi người biết hôm nay làm sao mình đội mũ không? Mình đã mang mũ đi. Đấy. Đây. Ok, hôm nay mình quyết định là sẽ đi cắt đầu chọc để xem phản ứng của mọi người thế nào nhá. Lúc về chụp vào xong là đội mũ vào xong là ra đường là phải đeo khẩu trang, lúc về đội mũ cắt chọc, đội mũ vào xong là mình về mình thử mở ra xem mọi người ở gia đình mình xem có bất ngờ về cái quả đầu chọc này của mình không. Ok, bây giờ mình sẽ đi cắt tóc nha. Đấy mọi người, hôm nay mình sẽ đi xe đạp đi cắt tóc. Ok, bây giờ mình sẽ đi nhá, let's go, lên đường. Anh cắt cho em quả đầu chọc nha. Đầu chọc luôn ạ. Chọc lông luôn hay như nào? Chọc luôn cho nó rực rỡ. Ok đấy. Đi vào trong nhà xem mẹ mình phản ứng của mẹ mình đầu tiên là sẽ như thế nào nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào. Mày bỏ cái đầu mày ra xem nào. Có khác gì cần thằng ăn cắp không? Úi giời ơi. Tốt nhất là không đi đâu đừng đi nữa. Ôi đồ không vào. Nhìn khác gì cắp. Kinh người đây. Kinh người đấy. Đi đâu đội mũ vào. Không lại ra mà nó đánh nhỏ. Ta đều, nhận xét cái nào. Được. Nhận xét. Yên. Đẹp không? Đẹp. Cho ý kiến mấy điểm, trên thang điểm 10. Mấy điểm? Đúng rồi. Chứ không chưa đi, ông cứ ngồi đấy mà mấy điểm. Mấy điểm? Đấy. Ok nhá. Đó, mấy điểm? Quả đầu này được cần mấy điểm? À. Ok, mình chứng tỏ là vẫn chưa ăn thua cái món này. Chưa thấy bất ngờ cho lắm. Ok, đó, một người nữa. Okay, mình sẽ hỏi hết cả nhà rồi, hai người. Một người là, có một người là ấy thôi. Một người là kiểu như là có sức tác động mạnh, còn hai người là chả thấy. Ý kiến gì mày? Chưa, mình nhớ các điều không?
Đây, bố. Mới con quả đào này mấy điểm? Ra hỏi nó anh. Vợ gì? À, mà, mấy điểm? Là sao? Có lọ sao nữa kìa. Là sao? Ăn xong gì á? Nó ăn xong gì á? Vào đây hơi tối nhỉ? Mấy điểm? Còn nói chung là có một người bất ngờ thôi, còn hai người là cảm thấy này bình thường, chính tỏ là vẫn chưa thấy kiểu như là lực mạnh nhiều lắm được không? Thôi, video này mình cũng xin kết thúc ở đây đây. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Ok, mọi người thấy clip của mình hay cho mình một like, một chia sẻ với chung bên cạnh nha. Nhớ đăng ký kênh. Ok, bye bye.